À, tiểu học thật hay, xin chào tất cả các em. À, thầy rất vui khi lại được gặp các em trong cái tiết học ngày hôm nay. Và cái ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lại các em cái bài tập thầy đã giao ở lần trước, là bài tập toán ở tuần 3. Và cái nội dung chính của cái video này thầy sẽ giao tiếp cho chúng ta là cái bài tập tiếng Việt ở tuần 3. Và cũng sẵn đây thầy cũng sửa luôn cái bài tập ở tuần 2 thầy còn nợ với chúng ta ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái kết quả mà chúng ta đã hoàn thành ở tuần 3 của môn toán ha các em. Như vậy thì lần này thầy thấy cái phần mà điểm mà 10 và điểm 9 rất là cao ha các em. Nhưng mà trong đó vẫn còn vài bạn nằm ở những điểm rất là thấp. Chính vì thế hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em. Rồi sau cái video này thầy có để lại hai cái link, một cái link là ở tiếng Việt của tuần 3 mới và một cái link của bài tập này. Những bạn nào điểm nhỏ thì chúng ta có thể làm lại cho chúng ta đạt được điểm lớn như những bạn này ha. Còn những bạn đã điểm lớn rồi thì khi mà thầy ôn mà chúng ta hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể làm lại thì càng tốt. Chúng ta rõ yêu cầu chưa nè? Nó cũng tương tự vậy, sau khi mà chúng ta điền cái cột thông tin họ tên và lớp thì chúng ta sẽ vào bài tập số 1. Bài tập số 1 người ta yêu cầu chúng ta tính với hai hỗn số là 9 và 1/2 chia cho 5 và 5/8. Như vậy thì để thực hiện được cái việc này thì chúng ta phải làm gì các em? Chúng ta phải chuyển những cái hỗn số này thành phân số thì chúng ta mới thực hiện. Vậy thì ở đây để giải quyết được cái bài toán này thì chúng ta phải thực hiện hai yêu cầu. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển sang phân số. Rồi từ các phân số đó thì chúng ta sẽ thực hiện chia hai phân số bình thường thôi. Thứ nhất là 9 và 1/2 thì chúng ta sẽ chuyển sang phân số thành là 9 nhân 2 thì được 18, cộng cho 1 thì được là 19/2. Tương tự vậy 5 và 5/8 thì được là 8 nhân cho 5 thì được là 40, rồi cộng cho 5 thì được là 45/8. Như vậy thì từ hai phân số này thì chúng ta thực hiện chia hai phân số. Chia hai phân số thì làm như thế nào nè? Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Được chưa nè? Chúng ta sẽ thực hiện lại. Rồi, yêu cầu tiếp theo người ta yêu cầu chúng ta chuyển hỗn số 6 và 5/9 thành phân số. Vậy thì khá đơn giản, thì chúng ta nhớ lại cái quy tắc để chuyển từ hỗn số sang phân số thì chúng ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số và cộng với cái phần tử số thì cho ta được tử số của phần phân số. Rồi mẫu số là mẫu số của phần phân số của hỗn số. Vậy thì chúng ta sẽ 9 nhân cho 6 thì được bao nhiêu và cộng cho 5. Thì chúng ta sẽ làm bài này nha. Bài này khá đơn giản, thầy thấy đa phần chúng ta đúng bài này rất là nhiều. Tương tự đối với bài này thì chúng ta thực hiện y hệt như cách ở trên hả các em, thầy không cần hướng dẫn nữa. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta là chọn phát biểu sai ha các em. Phát biểu sai trong các phát biểu sau. Thứ nhất, muốn cộng hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng hai phân số vừa chuyển đổi. Vậy thì này đúng chưa các em? Là đúng. Vậy thì tương tự còn lại chúng ta phân tích ba cái còn lại coi cái nào sai. Ví dụ như thì ở đây chúng ta thấy là muốn trừ hai hỗn số, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên rồi tử số trừ đi phần tử số. Vậy chúng ta thấy phát biểu này nó có ổn không nè? Vậy thì chúng ta phải xem lại, chúng ta sẽ chọn hay nhớ là chúng ta sẽ chọn phát biểu sai các em, chứ không phải là chọn phát biểu đúng. Rồi bài này người ta yêu cầu chúng ta so sánh hai hỗn số. Như vậy thì là chúng ta đã nhớ lại kiến thức rồi. Để so sánh hai hỗn số thì việc đầu tiên chúng ta so sánh gì nè? Chúng ta so sánh hai phần nguyên của nó. Nếu mà hai phần nguyên nào lớn hơn thì hỗn số đó sẽ lớn hơn. Còn trường hợp hai hỗn số có phần nguyên bằng nhau thì chúng ta mới so sánh tiếp tục là chúng ta so sánh cái phần phân số của hỗn số đó. So sánh cái phần phân số thì chúng ta giống như so sánh hai phân số. Vậy chúng ta xem coi hai phần nguyên này như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ chọn giống như thế nào ha.
Rồi đó với phép tính về cộng hỗn số cũng như thế. Vậy thì là để chúng ta để thực hiện được phép tính cộng hai hỗn số này thì việc đầu tiên chúng ta cần làm gì nè? Chúng ta phải đổi cái hỗn số này sang phân số thì chúng ta mới thực hiện phép tính được. Rồi sau khi chúng ta đổi sang phân số thì lúc này là trở thành cộng hai phân số cùng mẫu hay khác mẫu nè. Là cùng mẫu. Chúng ta nhận thấy liền nè. Đây là 2, bên đây là 2. Vậy thì sau khi chúng ta chuyển đổi sang phân số thì chúng ta thực hiện cái bước tiếp theo là chúng ta cộng hai phân số cùng một số thôi. Rồi, ở đây cũng yêu cầu chúng ta là so sánh hai cái hỗn số này. Như vậy thì này đã vừa nhắc lại cái quy tắc so sánh hai hỗn số rồi ha. Bài này giờ bỏ qua. Rồi bài số 8. Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc? Ở đây chúng ta lưu ý bài toán cho chúng ta biết là hai kho chứa có nghĩa là gì? Đây là một gì các em? Đây là một một tổng hai kho chứa. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Vậy thì kho thứ nhất là số lớn hay là kho thứ hai là số lớn các em? Ở đây số thứ nhất chiếm 3/3 và số thứ hai thì là 2/2 nên kho thứ nhất là số lớn. Trong bài toán dạy dạng tổng tỷ, thầy đã vừa hệ thống kiến thức ở từng 3 với chúng ta. Chúng ta cần phải lưu ý. Vậy thì để giải được bài toán dạng tổng tỷ thì gồm có những bước gì nè? Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm là tổng số phần bằng nhau. Bằng cách là chúng ta lấy phần lớn cộng cho phần bé. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tìm số lớn hoặc là chúng ta sẽ tìm số bé trước cũng được. Cách nào cũng được. Nhưng mà thầy Đào đã vừa nhắc với chúng ta ở cái tiết ôn rồi thì từ đây về sau chúng ta sẽ thống nhất nếu mà chúng ta tìm số bé trước thì là tất cả các dạng toán chúng ta cũng tìm số bé trước. Nếu trường hợp chúng ta thống nhất thì chúng ta sẽ tìm số lớn trước thì từ đây về sau thì tất cả các dạng toán tổng tỷ hay hiệu tỷ hay là tổng hiệu mà mai mốt chúng ta sẽ được ôn lại thì chúng ta cũng tìm số lớn trước, như vậy cho nó đỡ sự nhầm lẫn ha các em. Vậy thì thầy là tiếp tục quay lại cái bước thứ hai. Thì ví dụ như ở đây thầy tìm số lớn trước đi. Tìm số lớn thì chúng ta sẽ lấy cái tổng chia cho tổng số phần. Tổng số phần là chúng ta vừa tính ở cái bước đầu tiên là ví dụ như đây là 3 cộng 2 thì được 5. Tổng chia cho tổng số phần nhân cho phần lớn. Phần lớn ở đây là gì? Phần lớn đây là 3 nè, 3 phần. Và bước thứ hai là giải là kho thứ nhất hay là kho thứ hai các em. Lúc này lời giải chúng ta có còn là số lớn số bé hay không nè. Là nếu mà lời giải chúng ta thì không còn số lớn số bé hay các em, mà chúng ta sẽ định hình ở đây kho thứ nhất là số lớn hay là kho thứ hai là số lớn để chúng ta đặt lời giải thôi. Vậy thì đối với bài toán này thầy tìm số lớn trước thì cái lời giải thứ hai là như thế nào? Số thóc ở kho thứ nhất là chúng ta lưu ý điều đó ha, chứ không cũng còn chúng ta giải theo cái kiến thức mà thầy vừa hệ thống chúng ta là số lớn số bé, mà chúng ta phải biết quy về cái lời giải như thế nào cho nó hợp lý ha. Chúng ta rõ yêu cầu chưa? Rồi chúng ta cứ thực hiện phép tính thì sẽ ra thôi. Rồi chúng ta coi coi cái nào đúng thì chúng ta cân nhắc chúng ta chọn. Nhớ là chúng ta nhớ là cái kho thứ nhất là số lớn ha các em. Ở đây nó sẽ có hai cái phương án đảo ha. Thì chúng ta coi, chúng ta cân nhắc, chúng ta chọn lại cho phù hợp. Câu số 9 là chọn hỗn số nhỏ hơn. Thầy viết ở đây là nhỏ hơn nha. Nhưng mà ở đây là nhỏ hơn trong hai hỗn số sau. Vậy thì giống như là ở đây, giống như là yêu cầu chúng ta là cái gì? Chúng ta coi hai hỗn số này, chúng ta so sánh hỗn số này nhỏ thì chúng ta sẽ chọn hỗn số đó. Khá đơn giản hay các em? Để so sánh hai hỗn số thì vừa đã nói ở trên. Đầu tiên chúng ta so sánh phần nguyên. Trường hợp như bài này thì phần nguyên đã bằng nhau thì chúng ta sẽ tiếp tục so sánh cái phần phân số. Mà so sánh phần phân số thì chúng ta chỉ quan tâm hai cái phân số này thôi. Là đây là so sánh hai phân số khác mẫu số.
À, thì chúng ta phải lưu ý. Rồi, câu cuối cùng, tính rồi chọn kết quả đúng. À, cũng giống như là yêu cầu chúng ta là gì? À, cộng hai hỗn số. Mà cộng hai hỗn số thì chúng ta phải làm gì nè? Đổi sang phân số rồi chúng ta mới thực hiện phép tính. Ở đây cũng có hai yêu cầu là bước 1 thì chúng ta phải đổi sang phân số nè, bước thứ hai là chúng ta sẽ cộng hai phân số. Mà hai phân số này cùng mẫu hay là khác mẫu nè các em? À, là khác mẫu thì chúng ta phải lưu ý ha, khác mẫu. Vậy thì là muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì việc đầu tiên chúng ta là quy đồng mẫu số hai phân số, rồi sau đó chúng ta mới cộng hai phân số đó. Rồi chúng ta thực hiện phép tính coi kết quả như thế nào ha. À, như vậy thì vừa đã hướng dẫn lại chúng ta ở 10 câu trắc nghiệm. À, nếu mà bạn nào chúng ta làm chúng ta thấy chưa ưng với kết quả của chúng ta thì chúng ta sẽ làm lại ha. Và đặc biệt là những cái bạn mà chỉ làm đúng 1, 2, 3 đến 5 câu thì chúng ta có thể làm lại. Và những bạn mà chúng ta làm đúng cả 10 câu thì sau khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta cũng có thể làm lại, ôn lại sẵn đó. À, tới bài nào thì chúng ta sẽ ôn lại kiến thức bài đó để chúng ta khắc sâu hơn. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa cái bài tập tiếng Việt ở tuần 2. À, những hồi ở bài tập tiếp theo ở tuần 3, thầy cũng có đưa ra một số những cái câu hỏi của cái tuần 1 và tuần 2. À, mục đích là như thế để làm gì? À, để chúng ta khắc sâu kiến thức hơn. À, và những kiến thức này rất quan trọng với chúng ta. Đa phần cái kiến thức về tập làm văn và luyện từ và câu ở ba tuần này nó gần giống nhau hay các em. Thứ nhất là phần mở bài của bài văn tả cảnh. À, em sẽ viết gì? À, như thì chúng ta nhớ lại coi mở bài người ta yêu cầu chúng ta là như thế nào. À, giới thiệu bao quát cảnh sẽ tả đối với văn tả cảnh. À, người ta cho cái câu là giữa mùa khô nắng này có những buổi chiều trời đang xanh trong vắt bỗng âm ỉ tiếng sấm rồi những tảng mây đen tơi tả tấp nập kéo nhau về. Như vậy thì ở đây người ta hỏi là những dấu hiệu nào báo cơn mưa sắp đến. À, vậy thì là gì? Ỉ âm tiếng sấm nè, rồi những tảng mây đen tơi tả nè, rồi tấp nập kéo nhau về. À, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án này. Từ nào dưới đây có tiếng đồng không có nghĩa là cùng, nhớ ha, tiếng đồng không có nghĩa là cùng ha các em. Ví dụ như đồng hương là gì? Người cùng quê hương nè, từ đồng nghĩa thì chúng ta đã quá rõ rồi ha. Rồi từ thần đồng, à vậy thì ở đây có từ thần đồng thôi ha. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau, nhớ ha, cặp từ cùng nghĩa với nhau, leo với chạy. À, thì chúng ta thấy không cùng nghĩa nè, đứng với ngồi, à không có nè ha. Rồi luyện tập và rèn luyện, à, hai từ này nó cùng nghĩa với nhau nên ta chọn từ nào không đồng nghĩa, nhớ ha, không đồng nghĩa với từ hòa bình, thanh bình và thái bình. À, chắc chắn nó sẽ đồng nghĩa với hòa bình. À, chúng ta đã được học rồi. Rồi từ bình lặng là nó không đồng nghĩa với từ hòa bình. Rồi như vậy thì người ta cho bốn từ, người ta hỏi như là những từ này có từ nào không đồng nghĩa với từ còn lại. À, vậy chúng ta sẽ phân nhóm cầm nắm sách. À, là nó sẽ vào một nhóm, cổng à, nó sẽ vào nhóm khác nên cái từ cổng này nó không đồng nghĩa với cái từ còn lại. Ra đây là thầy hỏi chúng ta là từ đồng nghĩa là gì. À, vậy thì chúng ta nhớ lại coi định nghĩa từ đồng nghĩa là gì, là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. À, chúng ta chú ý rồi chúng ta sẽ chọn đáp án này. Cái này là bạn nào nhớ thuộc và chúng ta sẽ dễ dàng thôi ha. Từ nào có thể thay thế cho từ chết trong cái câu là xe của tôi bị chết máy. À, qua đời, tiêu đời, mất khổng thì những cái từ này nó gần giống nhau nhưng mà đối với phụ tùng xe máy thì chúng ta có thể sử dụng cái từ từ hỏng hay các em. Rồi có bao nhiêu cách để tả cảnh chi tiết?
À, có bao nhiêu cách nha các em? Có hai cách thôi. Tả theo trình tự không gian và thời gian. À, không gian có nghĩa là chúng ta tả từng phần của cảnh. À, được chưa nè? À, bài qua bài văn Hoàng hôn trên sông Hương, thì sông Hương được miêu tả theo, à, nếu mà chúng ta có theo dõi kỹ thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ tả theo sự thay đổi của cảnh theo thời gian. Rồi, trong cái bài tập đọc quang cảnh làng mạc ngày mùa, được miêu tả theo trình tự như thế nào, theo từng bộ phận của cảnh hay là từng phần của cảnh hay các em. Rồi, từ đồng nghĩa với cái từ thương mến. À, đây là khá là dễ hen các em, là chúng ta chọn là yêu quý. À, chủ ngữ trong câu quê hương chưa hẳn đã là nơi sinh sống dài lâu nhất. Vậy thì để chúng ta xác định được chủ ngữ và vị ngữ thì sau khi chúng ta xác định rồi thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, coi nó hợp lý chưa. Ví dụ như là ở đây chúng ta là lấy là quê hương chưa hẳn đã, thấy nó có hợp lý không nè? À, không hợp lý. À, chúng ta nói là quê hương như thế nào, chưa hẳn đã là nơi sinh sống dài lâu nhất, rất hợp lý. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ tách ra đây. Vậy thì quê hương làm vai trò là chủ ngữ, còn lại là vị ngữ. À, được chưa nè? Như vậy thầy đã vừa hướng dẫn chúng ta trả lời những cái câu hỏi của tiếng Việt ở tuần 2, cũng như là thầy vừa hướng dẫn với chúng ta là bài tập toán ở tuần 3. Và sang dưới cái lớp này, thầy cũng có gửi một cái link tiếp là ở tiếng Việt tuần 3 ha, chúng ta sẽ hoàn thành. Và bạn nào hoàn thành cái phần toán ở tuần 3 mà cái số câu nó còn ít thì chúng ta sẽ làm lại. Rồi, thầy phần hướng dẫn của thầy đến đây là hết. Thầy xin chào các em. Nếu các em có muốn thêm những bài học thú vị khác thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học thật hay nhé. Hẹn gặp lại các em. Mến chào tạm biệt.